Xin chào những khán giả thân yêu của FPT Play. Quý vị đang đến với bản tin bóng đá Việt số mùng 2 Tết Nguyên Đán. Không biết là lúc này quý vị đã ăn Tết đến đâu rồi? Có lẽ là tất cả chúng ta, những người yêu bóng đá Việt Nam, đang cảm thấy ngây ngất, lâng lâng và không thể nào vui hơn với chiến tích lịch sử của đội tuyển Việt Nam vào buổi tối ngày hôm qua trước đội tuyển Trung Quốc. Ngay bây giờ hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt vời này, những khoảnh khắc mà chúng ta đã viết nên lịch sử của bóng đá Đông Nam Á. Màn trình diễn ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước đội tuyển Trung Quốc không chỉ đem lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, mà ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng đã xô đổ hàng loạt những kỷ lục, những chiến binh sao vàng trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên đánh bại được đối thủ ở vòng loại 3 World Cup. Thái Lan từng có 2 lần vào vòng loại cuối cùng của World Cup các năm 2002 và 2018. Tuy vậy, võ chiến chỉ có được thành tích tốt nhất là các trận hòa trên những đối thủ hàng đầu châu lục. Ngoài ra, với 7 bàn thắng có được, Việt Nam cũng đã vượt qua thành tích ghi bàn của Thái Lan với 5 bàn ở vòng loại World Cup 2002 và 6 bàn ở vòng loại World Cup 2018. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên ghi 3 bàn trong một trận đấu. Và quan trọng hơn, những chiến binh sao vàng đã có trận đấu chính thức đầu tiên hạ gục được đội bóng láng giềng Trung Quốc sau những thất bại trước đây. Nên nhớ rằng, đội tuyển Việt Nam trước đó từng lập kỷ lục buồn khi trở thành đội bóng đầu tiên toàn thua 7 trận đấu tại vòng loại 3 World Cup. Thế nhưng, sau chiến thắng trước Trung Quốc, mọi thứ đã thay đổi. 3 điểm không thể giúp đội tuyển Việt Nam có cơ hội giành vé dự vòng chung kết World Cup vào cuối năm nay. Tuy nhiên ít nhất, thắng lợi này cũng giúp đội tuyển Việt Nam có được sự tự tin, mang lại niềm vui cho người hâm mộ vào những ngày đầu xuân năm mới. Việt Nam đang hướng tới một kỷ lục nữa là trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên không xếp cuối bảng ở vòng loại 3 World Cup. Vào tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch vòng loại 3 World Cup 2022 với các trận đấu gặp Nhật Bản trên sân khách và Oman trên sân nhà. Trong những ngày đầu năm thì bóng đá Việt cũng đã không quên cập nhật những thông tin mới nhất và chúng tôi xin gửi đến quý vị ngay sau đây. Đội tuyển nữ Việt Nam đã lựa chọn một đấu pháp hợp lý trước một Thái Lan không có lực lượng tốt nhất do nhiều cầu thủ mắc Covid-19. Ngay ở những phút đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có được những thời cơ ghi bàn. Và tới phút thứ 18, tỷ số là 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bộ đôi tiền đạo Hải Yến và Huỳnh Như có pha phối hợp nhịp nhàng trước khi chân sút của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại thủ môn đội tuyển Thái Lan. Tiếp đà thăng hòa, cũng chỉ 6 phút sau, đội nữ Việt Nam có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Thái Thị Thảo là người chớp thời cơ rất nhanh sau cú đá phạt của Tuyết Dung, mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam. Thế trận thuận lợi giúp đội tuyển Việt Nam dễ bề toàn tính trong phần còn lại của trận đấu. Đến đầu hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam còn thêm một lần làm rung mảnh lưới của Voi Chiến. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp, khiến trọng tài từ chối bàn thắng đẹp mắt của Huỳnh Như. Ở phần còn lại của trận đấu, Thái Lan chống trả yếu ớt và không thể tạo ra được nhiều cơ hội trước khung thành của Kim Thành. Trung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam có được thắng lợi đầu tiên trong loạt đấu playoff giành vé đến World Cup 2023. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có 4 ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu quyết định gặp Đài Bắc Trung Hoa để lấy vé chính thức tham dự vòng chung kết World Cup 2023 tại Úc và New Zealand. Trong ngày mà các chàng trai áo đỏ chơi tưng bừng trên sân, thì bóng đá nước nhà lại có thêm một niềm vui nho nhỏ nữa khi chúng ta đã trở lại top 100 đội tuyển mạnh nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Sau chuỗi ngày có thành tích không tốt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cùng với đó là AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã bị rơi ra khỏi top 100 đội bóng hàng đầu thế giới. Kể từ giai đoạn cuối tháng 12, Việt Nam đã chơi 4 trận. Việc để thua trước đội tuyển Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 và đội tuyển Úc đã khiến chúng ta bị trừ tổng cộng là 9,46 điểm và rơi xuống vị trí thứ 102. Thế nhưng, ở trận đấu thứ tư này, chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc vừa qua đã mang tới thành tích tốt hơn, cùng với đó là 15,47 điểm. Với số điểm này, đội tuyển Việt Nam leo 4 bậc để đứng vị trí thứ 98 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là vị trí quen thuộc của bóng đá Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây. Tổng quan, đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 17 châu Á, số 1 Đông Nam Á. Đội tuyển Thái Lan đã leo lên vị trí thứ 112 sau khi vô địch AFF Cup 2020. Chiến thắng ngày hôm qua một lần nữa tô thêm một nét son vào hành trình kỳ diệu của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Báo chí quốc tế cũng đã không làm ngơ với sự kiện này và chúng ta hãy cùng xem họ nói gì về những khoảnh khắc lịch sử của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối qua. Chiến thắng của đoàn quân ông Park Hang-seo đã mang đến niềm tự hào lớn cho bóng đá Đông Nam Á. Báo chí quốc tế đã ca ngợi thắng lợi này không tiếc lời. Tờ Siam Sport của Thái Lan đã đăng tải bài viết với tựa đề "Chiến thuật xuất sắc của bậc thầy Park Hang-seo". Trong bài viết này, cây bút của tờ báo đã phân tích kỹ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam, cùng với đó là những sự thay đổi điều chỉnh tài tình về mặt nhân sự của ông Park.
Đợt tập trung này với sự bổ sung từ Hùng Dũng và quyết định lựa chọn Tuấn Hải trên hàng công đã mang lại nhiều điều mới mẻ và khó lường cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, báo chí Trung Quốc lại ra mặt chỉ trích thậm tệ đội bóng nước nhà. Tờ Sina Sport còn giật tiêu đề gọi tối qua là thảm kịch ở Hà Nội. Trong các bài viết phân tích, báo chí Trung Quốc đã chỉ trích những ngôi sao nhập tịch và các cầu thủ con cưng Wu Lei. Khán giả nước này đều cảm thấy rất thất vọng và bất ngờ vì trận thua trước đội tuyển Việt Nam. Với những ai theo dõi trận đấu tối qua màn ảnh nhỏ sẽ bắt gặp rất nhiều lần camera đã bắt cận vào hình ảnh của một người đàn ông ngồi trên khán đài. Vâng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã vô cùng hạnh phúc và tự hào với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Và những hình ảnh chia vui của lãnh đạo nước nhà với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã khép lại ngày mùng 1 Tết Nguyên đán tuyệt vời của Việt Nam chúng ta. Và cũng khép lại bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chúng tôi và chúc quý vị có những ngày xuân thật là ấm áp bên gia đình của mình. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xuống tận sân chúc mừng và lì xì dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc. Trong bầu không khí hân hoan sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành lời khen ngợi cho màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ. Ông cho biết, đội tuyển đã mang lại một bữa tiệc bóng đá cho người dân Việt Nam đúng vào ngày mùng 1 Tết. Đây là món quà quý giá cho người hâm mộ, cho nhân dân Việt Nam trong những ngày Tết Nguyên đán. Một lần nữa, chính phủ gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện, các cán bộ, nhân viên phục vụ đội bóng, đặc biệt là các cầu thủ. Họ đã thể hiện được tinh thần thi đấu kiên cường, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo trong ngày hôm nay. Thay mặt đội tuyển, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cảm ơn sự quan tâm, động viên và khích lệ tinh thần của Thủ tướng Chính phủ dành cho đội tuyển. Ông cũng dành lời cảm ơn đối với Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã hỗ trợ đội tuyển trong suốt thời gian qua. Huấn luyện viên Park Hang-seo hứa trước Thủ tướng sẽ cùng các học trò tiếp tục nỗ lực, phấn đấu giành chiến thắng trong các trận đấu kế tiếp trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Oman vào tháng 3 sắp tới. Sau khi kết thúc trận đấu, quyền chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn cũng đã gặp gỡ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong phòng thay đồ, biểu dương chiến thắng rất có ý nghĩa của toàn đội. Thay mặt thường trực ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, quyền chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn các cầu thủ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm với màu cờ sắc áo, tập trung và nỗ lực hết mình để mang về niềm vui cho đông đảo người hâm mộ cả nước nhân ngày mùng 1 Tết cổ truyền. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.